đây.
sau cứ đi thánh thể đặt đá xong thì con xin kính mời đức cha an tọa, xin mình mời quý cha và đức cha an tọa, mời cộng đoàn ngồi. Kính đức cha Phêrô, kính thưa quý đấng bậc, thưa quý khách và toàn thể cộng đoàn. Giáo xứ kính danh là mảnh đất với những con người đơn sơ, chất phác và một nền. Và một nền tảng đức tin sâu sắc. Điều đó đã được minh chứng qua biết bao con người đã quyết hy sinh mạng sống mình để bảo vệ danh Thánh Chúa trên mảnh đất. Để tạ ơn Thiên Chúa, nhớ lại những trang sử hào hùng và đền đáp công ơn to lớn của những bậc tiền nhân đã đi trước, cha xứ cùng cộng đoàn giáo xứ đã quyết định xây dựng ngôi đền thánh kính các thánh tử đạo và các hiền phúc như một lời tri ân cảm tạ đến các đấng bậc đã dày công vun sới bảo vệ hạt mầm đức tin và truyền lại cho con cháu hôm nay. Vì thế, hôm nay là một ngày hồng phúc, ngày vui mừng với toàn thể cộng đoàn giáo xứ kính danh chúng con, khi chúng con được vinh dự chào đón đức cha, quý đấng bậc, quý khách và toàn thể cộng đoàn trở về với giáo xứ chúng con để hiệp dâng thánh lễ chính tiệc chầu Chúa Giêsu thánh thể và tạ ơn Chúa với biết bao ơn lành Ngài đã thương ban cho cộng đoàn giáo xứ chúng con, đặc biệt qua việc đặt viên đá xây dựng ngôi đền thánh kính các thánh tử đạo và các hiền phúc. Hiện diện trong ngày lễ trọng đại hôm nay, hiệp cùng cha xứ, cộng đoàn chúng con hân hoan chào đón và cảm tạ sự hiện diện đầy trân quý của đức cha Phêrô. Xin mời cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón Ngài. Chúng con vui mừng chào đón cha tổng đại diện Francisco Assisi, quý cha hạt trưởng, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế đã về hiệp dâng thánh lễ trong ngày trọng đại hôm nay. Cộng đoàn chúng con xin nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng quý Ngài. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi chúng con còn thấy sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý ban hội đồng giáo xứ, liên quý sứ quý họ, quý cấp chính quyền, quý ân nhân, thân nhân, quý khách, quý vị tôn giáo bàn, các ban ngành đoàn hội và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xin mọi người cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào chúc nhau. Hòa chung với niềm vui mừng hôm nay, giờ đây xin mời ban trống cùng cử lên một bài để chào đón đức cha, quý đấng bậc, quý khách và toàn thể cộng đoàn.
Kính thưa quý đấng bậc, thưa quý khách và toàn thể cộng đoàn, để xây dựng ngôi đền thánh, cha xứ cùng ban hội đồng giáo xứ đã vất vả lo toan, cùng với sự nhiệt tình cộng tác của quý vị ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Giờ đây, con xin kính mời quý vị ân nhân có những tấm lòng hảo tâm tiến lên và đóng góp những viên gạch, những viên đá để xây dựng lên ngôi đền thánh. Xin kính mời quý vị. Xin mời ban kèn cùng cử lên một bài. Cho quý vị ân nhân xa gần, cho tất cả mọi người trong giáo xứ đã đóng góp công, góp của, góp sức của mình và mọi thứ khác để xây dựng ngôi đền thánh. Kính các thánh tử đào và hiền phúc giáo xứ kính danh. Giờ đây, với lòng chờ đợi và ước mong, con xin kính mời Đức Cha sẽ cử hành nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá xây dựng ngôi đền thánh. Kính các thánh tử đạo. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đổ tràn sự thánh thiện của Chúa trên khắp hoàn cầu, để dân Chúa được rạng ngời khắp nơi. Xin Chúa chúc phúc cho các con cái Chúa đây, là những người đã dâng cúng và lao nhọc
để chuẩn bị diện tích này cho việc xây dựng ngôi nhà để kính Chúa và tôn kính các thánh tử đạo. Xin cho họ ngày nay khi đồng tâm xây dựng công trình này thì ngày mai sẽ vui mừng cử hành các mầu nhiệm trong đền thờ Chúa và sẽ ca tụng Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nghi thức làm phép viên đá. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, con một Cha sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã được các tiên tri loan báo là đá, không phải do tay người phàm làm ra, và đã được các tông đồ tuyên bố là nền móng không thể lay chuyển. Xin Cha làm phép viên đá đầu tiên này để chúng con đặt xuống nhân danh người. Cha đã đặt người làm nguyên thủy và cùng đích mọi tạo vật, thì xin Cha cũng để người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Giờ đây, Đức Cha sẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi đền thánh. Nghi thức làm phép và đặt viên đá đến đây là kết thúc. Con xin kính mời Đức Cha, quý cha và cộng đoàn rước tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ chính tiệc tuần trầu và tạ ơn Chúa với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin mời hàng rước bắt đầu.